đi. Đá đi, một màu đỏ không sao, đá đi. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Này tập trung. Dạ. Sơn cứ lên trên cao ấy, bắt người cuối cùng này. Đá tập trung đi. Lùi sau đi Sơn, không sợ đâu, về. Góc bên kia kìa. Đó, tóm luôn. Mặt trên.
Sút luôn. Đúng em. Anh nhỉ? Thành. Thành.
Tỷ số là 3-1 nghiêng về đội Nha Trang. Về đi. Quật luôn. Gần được. Nè, đừng có lùi nhiều quá, ra hai cánh ấy, cho họ sút. Giặt ra hai cánh ấy, người ta theo thì mình mới sút được. Hay đấy, cứ sút thế đấy em. Bước lên đi, không cần đâu, không cần về đâu. Sơn ơi, Sơn, lên, trời rất là đẹp nha, biển rau xanh. Thank you.
Lên đi em, lên ra cánh, đừng có nhận bóng, ra cánh. Ra cánh, chạy lên ra cánh. Đúng rồi. Đúng rồi. Biết luôn, biết luôn. Căng quá. Quá đồ. Cameraman mình vừa bị sút trúng luôn. Hết giờ, trận đấu đã hết giờ nha. Bắt tay đây, đúng rồi.